Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Chưa bao giờ có một tấn cao tươi giá bằng cả lượng vàng. Năm nay, nhiều loại nông sản của Việt Nam có giá bán tăng cao, trong đó có những cái tên rất bất ngờ. Và loại trái cây đang làm mưa làm gió trên thị trường những ngày gần đây. Cái tên được nhắc đến rất nhiều, đó chính là quả cao. Cao đang chiếm vị trí cao về thu nhập cho người trồng. Thậm chí, theo so sánh của nhiều bà con nông dân tại Quảng Nam và Quảng Ngãi, thì khi bán một tấn cao, có thể mua được cả một lượng vàng. Thời điểm này năm ngoái, giá cao chỉ dao động từ 13.000 đến 15.000 đồng một kg thì giá hiện nay cao tươi tại nhiều tỉnh thành đã dao động từ mức 80.000 đồng thậm chí lên đến 100.000 đồng một kg. So với thời điểm đầu năm thì đã tăng lên gấp đôi. Đây là mức giá giúp cho người trồng cao thu về hàng trăm triệu đồng từ việc thu hoạch và bán cao. Hiện nay thì nông dân ở hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đang tất bật thu hoạch cao. Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Nam có khoảng 1.000 hecta trồng cao, tập trung chủ yếu tại huyện Tiên Phước và Bắc Trà My. Sản lượng bình quân mỗi năm đạt gần 8.000 tấn. Tại Quảng Ngãi, giá cao đang được các thương lái thu mua tại vườn với giá lên đến mức kỷ lục 94.000 đến 100.000 đồng trên 1 kg tăng hơn gấp 7 lần so với năm ngoái, giúp cho người trồng thu từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Đây được xem là mức giá kỷ lục khi cao đang ở giữa vụ so với thời điểm những năm trước. Thậm chí có những ngày, giá cao thay đổi trong vài giờ, từ sáng đến chiều đã tăng đến 5.000 đồng trên 1 kg. Một người trồng cao ở xã Tiên Lãnh, huyện Trung Du, Tiên Phước, thuộc tỉnh Quảng Ngãi, trồng 3.000 cây cao quanh vườn nhà cho biết, và có 200 cây cao cho thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 12. Hiện giá bán cao tại vườn là 94.000 đồng 1 kg, trong khi cùng kỳ năm trước thì chỉ có 13.000 đồng 1 kg. Cao tươi sau khi được thu mua ở các nhà vườn sẽ được thương lái đem bán lại cho các chủ vựa để sơ chế, sấy thành cao khô, xuất sang thị trường nước ngoài, trong đó chủ yếu là xuất sang Trung Quốc. Một chủ vựa thu mua tại xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm 2023, thị trường cao biến động, đầu mùa giá giao động khoảng 20.000 đồng một kg, nhưng đến chính vụ thì lại rớt giá thể thảm. Bước vào vụ cao năm 2024, phía Trung Quốc thu mua số lượng lớn và tăng giá liên tục cho nên giá cao tươi vì thế cũng tăng theo. Tuy nhiên, do chỉ phụ thuộc vào đầu mối Trung Quốc nên chủ cơ sở này không dám chắc giá cao có thể giữ ở mức cao như vậy hay không trong thời gian tiếp theo. Theo ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, toàn tỉnh Quảng Nam có gần 1.000 ha trồng cao, trong đó diện tích cao trồng mới là 92,6 ha, diện tích cao cho sản phẩm là 707 ha, diện tích cao cho sản phẩm là 111,78 tạ trên 1 ha và sản lượng ước đạt khoảng gần 8.000 tấn trên một vụ một năm. Theo ông Vũ, có nhiều nguyên nhân khiến cho giá cao tăng cao, bởi nguồn đầu ra tiêu thụ mạnh và nếu như trước đây chỉ xuất khẩu ở thị trường Trung Quốc, thì hiện nay thị trường được mở rộng ở các nước khác như là Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc và Ấn Độ. Họ thu mua cao tươi của Việt Nam rầm rộ hơn nhiều, mục đích của họ là để sản xuất kẹo cao. Bên cạnh đó, thì việc thu mua, tiêu thụ trái cao cũng bài bản hơn vì hiện nay đã có những cơ sở thu mua cao ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, sau đó sấy khô, bán lại cho thương lái để xuất khẩu. Và nhu cầu tiêu thụ của thị trường cao cho nên giá cao tăng theo từng ngày lý giải nguyên nhân cao tăng giá kỷ lục một số thương lái cho rằng giá tăng và ở mức cao trong nhiều tháng qua là bởi trung quốc thu mua rất mạnh cao hài đến đâu thì được mua đến đó nhiều chủ lò mua và sơ chế cao cũng nói năm nay trung quốc chưa có dấu hiệu giảm mua cho nên giá tăng liên tục Mặc dù cao không phải là cây trồng chủ lực ở một số địa phương, nhưng những năm gần đây giá cao luôn ổn định, thậm chí giá cao đạt kỷ lục và duy trì trong nhiều tháng của năm nay, nên gần đây khá nhiều người dân đổ xô đi mua cây giống. Tuy nhiên, chính quyền các địa phương không khuyến khích người dân tăng diện tích trồng ồ ạt. Chính quyền các địa phương trồng cao cũng khuyến cáo người dân tăng diện tích theo quy hoạch, không tự ý phát sinh để tránh việc được mùa mất giá, được giá mất mùa, ngành nông nghiệp đang tính toán giải pháp. Đây mới là năm đầu tiên tăng giá nên cần theo dõi, sau đó đưa ra khuyến cáo với người trồng. Đại diện của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam đã khuyến cáo như vậy. Tại Quảng Ngãi, thì Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cũng khuyến cáo người dân không nên phát triển ồ ạt diện tích trồng cao. Hiện toàn huyện có tới trên 1.000 hecta trồng cao, được quy hoạch tại 9 xã. Người dân dựa theo quy hoạch mà phát triển, giá đang cao, tuy nhiên có năm giá giảm rất sâu, thậm chí bỏ ngoài vườn không ai hái. Ông Phạm Hồng Khuyến, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Sơn Tây cho hay. nhiều năm qua giá cao cũng như nhiều loại nông sản khác luôn biến động bất thường bởi phụ thuộc vào thị trường trung quốc giá cao đang ở mức cao nhưng nếu phía trung quốc ngừng thu mua lập tức sẽ hạ sự biến động này đang diễn ra rất nhanh, thậm chí chỉ trong vài ngày, cao có thể rớt giá xuống hàng chục lần. Người trồng cao ở Quảng Ngãi đã chia sẻ, có năm chủ vừa thu mua với giá 20 đến 30 000 đồng một kg về sấy khô để xuất sang Trung Quốc. Thế nhưng cao sấy chưa kịp khô thì giá đã hạ xuống chỉ còn khoảng 3 đến 4 000 đồng trên một kg. Giá cả nông sản xuất sang Trung Quốc thay đổi từng ngày, chẳng ai biết trước được. Người dân cho biết. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cao mang lại, thời gian gần đây nhiều người đã đầu tư, kinh phí để mua giống, thậm chí lên núi thuê đất trẻ trồng cao. Anh Phạm Văn Trực, người dân ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, giá cao tươi tăng nên kéo theo giá cây giống cũng tăng cao và khan hiếm. Gia đình anh hiện đang có vườn hơn 300 cây cao, trong đó có 50 cây đang cho thu hoạch, còn lại mới trồng được 2 năm. Thấy cây cao có tiềm năng nên anh vừa trồng mới 100 cây cao con và đang đặt giống thêm 100 cây nữa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi, ông Đinh Xuân Sâm cho rằng do giá cao liên tục tăng cao trong thời gian qua nên đã xuất hiện tình trạng ở một số địa phương người dân tự phát chuyển đổi từ các cây trồng khác sang cây cao, đặc biệt có một số hộ trồng cao trên diện tích đất trồng cây hàng năm. Đến nay toàn huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi có khoảng hơn 700 ha trồng cao, tăng 4% so với năm trước trước thực trạng diện tích cao tăng nhanh và không phù hợp với định hướng của huyện là tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả nhất là những cây đã đạt chứng nhận ô cốp do đó ủy ban nhân dân huyện đã giao phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phối hợp với các địa phương khảo sát lại hiệu quả của cây cao trong phát triển kinh tế địa phương đồng thời kiểm soát chặt diện tích cây cao trên quan điểm không khuyến khích người dân phá bỏ cũng như trồng mới cây cao một cách ồ ạt theo các ngành chức năng, đầu ra trái cao chưa ổn định, chủ yếu tiêu thụ tại nội địa và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc là chính, mặc dù năm nay thị trường được mở rộng hơn. Nhưng người dân không nên ổ ạt tăng diện tích mà trồng sen canh với các loại cây khác để tránh rủi ro và cho kinh tế cộng hưởng. Quả cao có tác dụng với sức khỏe ra sao mà đắt vậy? Từ xa xưa, người dân dùng cao để ăn trầu, chữa bệnh răng miệng. Ngoài ra, các bộ phận từ quả cao như vỏ, hạt và cùi đều làm thuốc hỗ trợ cho sức khỏe. Y học hiện đại phân tích trong quả cao có các thành phần như acanoid, saponin, sitosterol, dầu béo và khoáng chất. Trong đông y, vỏ, cùi và rễ cao có vị đắng chát, tính ôn và có tác dụng vào kinh vị, đại trường. Hạt cao có vị cay đắng, chát, tính ấm trị run sán, sát trùng và tiêu tích. Người dân có thể thu hái cau phơi khô, tách hạt, bỏ lọ, dùng dần hoặc sử dụng cau tươi. Video sau đây xin giới thiệu các bài thuốc từ cau trong dân gian được sưu tầm. Với hạt cau, để trị run sán, bạn có thể lấy hạt cau sắc lấy nước uống vào buổi sáng. Người lớn dùng 80 g, trẻ nhỏ dùng khoảng từ 30 đến 40 g. Hạt cau còn dùng để trị các chứng sơ gan, báng bụng, dùng hạt khô sắc với trần bì tức là vỏ quyết khô theo tỷ lệ 21 sao vàng tán bột mịn và uống lúc đói bụng cùng với mật ong chữa trứng ở chua vỏ và cùi của quả cau dùng để chữa trứng khó tiêu hóa khó đi tiểu hỗ trợ hạ huyết áp phủ thủng vỏ cau sắc lấy nước chấm lên mụn để giảm viêm tiêu mụn bài thuốc sử dụng phổ biến nhất là lấy cau ngâm rượu trị các bệnh răng miệng viêm nướu dùng từ 20 đến 25 quả cau bỏ vỏ, bổ tư và ngâm vào trong bình rượu trắng 1 lít. Khi rượu cao chuyển màu vàng cánh rán là dùng được. Lưu ý, rượu cao rất cay nên pha loãng ngậm trong miệng khoảng từ 10 đến 15 phút rồi nhổ bỏ, không ăn thêm cho tới khi đi ngủ, có tác dụng ức chế vi khuẩn, làm sạch răng và thơm miệng. Người dân tuyệt đối không uống rượu cao bởi có thể gây ngộ độc, ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng của bản thân. Cao nhiều tác dụng nhưng không dùng cho những người suy nhược cơ thể, mệt mỏi. Lưu ý thêm, rễ cao cũng có tác dụng cho sức khỏe, nhưng khác với rễ cây sâm cao là loại sâm có lá giống lá cao, trồng nhiều ở miền núi, có tác dụng tỏa dương, tốt cho nam giới. Rễ cau ta có tác dụng kháng nấm, kháng vi khuẩn và diệt run sán, tăng nhu động ruột, giúp điều trị chứng khó tiêu, đầy bụng hay táo bón. Tuy nhiên, bạn nên tham khảo bác sĩ đông y trước khi dùng các bài thuốc từ cao.